Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 30 tháng 4 năm 2024 Công an Lâm Đồng bác tin xảy ra biến lớn ở Đà Lạt Hà Nội, giáo sứ Thái Hà phản đối bệnh viện đóng Đa Xây mới tòa nhà 8 tầng trên đất nhà thờ Philippines cáo buộc Trung Quốc chặn phá tàu của Phi tại bãi cạn Scarborough phát hiện dầu tại khu vực hợp đồng chia sẻ sản phẩm ngoài khơi Việt Nam Malaysia. Bo Việt sẽ xây nhà máy pin và mô đun chuyển hóa năng lượng mặt trời tại North Carolina. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của Việt Nam chưa đầy 200 đô la trong năm 2023. Grab Science Star, Đà Lạt và Mây Lan Thang đột nhiên thông báo đóng cửa từ trưa ngày 30 tháng 4, viền dẫn chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Rạp chiếu phim nằm ở quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói sẽ giải quyết hoàn tiền cho những ai mua vé cho đến hết ngày 3 tháng 5. Phóng viên gọi điện thoại cho rạp phim này thì nhân viên trực máy xác nhận việc đóng cửa từ trưa 30 tháng 4 theo sự chỉ đạo khẩn từ lãnh đạo thành phố nhưng không cho biết thêm thông tin. Người này cho biết ngày 1 tháng 5 rạp phim sẽ mở lại và người dân muốn xem phải đến tận nơi để mua vé. Phóng viên RFA liên lạc với Ủy ban Nhân dân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo số điện thoại hiển thị trên cổng thông tin, tuy nhiên không có ai nghe máy. Theo thống kê của Google Trending, các cụm từ như bạo động Đà Lạt, phản động hay khủng bố có lượt tìm kiếm tăng đột biến ở tỉnh Lâm Đồng trong cùng ngày. Chiều 30 tháng 4, hai fanpage đăng tải thông báo khẩn từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đều đã gỡ bỏ thông tin liên quan mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Trong khi đó, trang Facebook mang tên Lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng có 50.000 người theo dõi, phát đi thông cáo khẳng định thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động là sai sự thật. Theo đó, công an tỉnh phát hiện trên không gian mạng đang lan truyền thông tin cho rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng, vân vân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bệnh viện Đông Đa vấp phải sự phản đối khi lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới, bao gồm hai tầng hầm và sáu tầng nồi, trong khuôn viên vốn trước đây thuộc dòng chúa cứu thế Hà Nội. Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Toàn, phụ trách truyền thông của tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội, cho Đài Á Châu Tự Do biết, bệnh viện và ban quản lý dự án tổ chức một buổi lấy ý kiến nhân dân vào sáng ngày 25 tháng 4 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, Ông thay mặt nhà thờ cùng ba giáo dân đến tham dự buổi họp này. Một số tổ trưởng tổ dân phố và đại diện các tổ chức chính trị xã hội địa phương cũng được lựa chọn tham dự. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do trong ngày 30 tháng 4, Linh Mục Du Xe, Nguyễn Văn Toàn nói. Dự án này không phải là thay đổi cảnh quan môi trường nhưng mà nó còn là đang đi ngược lại những cái gì mà nhà nước nói là tôn trọng. Các tôn giáo được bảo vệ, được pháp luật bảo vệ và nhà nước tạo điều kiện cho... Ta tôn giáo đáp ứng nhu cầu của người dân. Nha. Ông nói rằng nhà thờ Thái Hà không phản đối việc xây dựng thêm nơi khám chữa bệnh cho người dân, nhưng trước khi thực hiện bất cứ dự án nào trên phần đất của nhà thờ Thái Hà, chính quyền thành phố Hà Nội và bệnh viện Đống Đa cần gặp gỡ với đại diện của tỉnh dòng Chúa cấp thế Việt Nam và nhà thờ Thái Hà để đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng người Công giáo. Ông cho biết dòng chúa Cứu Thế và nhà thờ Thái Hà đang soạn thảo nhiều văn bản để gửi các cơ quan hữu trách với đề nghị dừng thực hiện dự án, giữ nguyên hiện trạng để các bên có thể gặp gỡ và đưa ra những giải pháp đồng thuận. Trong buổi họp, Bệnh viện Đông Đa cho biết họ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016. Tuy nhiên, theo linh mục Duce Nguyễn Văn Toàn, thì việc cấp sổ đỏ này không hợp pháp và không minh bạch vì phần đất này thuộc quyền sở hữu của giáo sư Thái Hà và dòng chúa cứu thế hai ngày sau cuộc họp này linh mục bề trên chánh sứ jose nguyễn văn hội của giáo sứ thái hà ra thông báo khẳng định từ khi nhà nước mượn bằng văn bản và qua các lần gặp gỡ chúng tôi luôn yêu cầu nhà nước trả lại tu viện này bởi vì chưa bao giờ chúng tôi hiến cho nhà nước hay nhà nước có văn bản thu hồi vậy mà hiện nay nhà nước lại có dự án xây dựng tòa nhà mới trong khu vực tu viện này Đồng thời đề nghị nếu nhà đất có dự án xây dựng thì hãy chuyển bệnh viện Đống Đa ra khu vực khác theo đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đó là di rời ra ngoại thành các bệnh viện truyền nhiễm. Phóng viên gọi điện cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và bệnh viện Đống Đa để hỏi thêm thông tin về dự án xây dựng khu nhà nói trên nhưng không có ai nghe máy. Phóng viên cũng gửi email tới hai cơ quan chính quyền địa phương trên nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu của Phi gây ra một số thiệt hại. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần bãi cạn Scarborough Road đang tranh chấp giữa hai phía mà Bắc Kinh đang chiếm đóng. RFA Ban Tiếng Anh loan tin ngày 30 tháng 4 dẫn lời phát ngôn nhân tuần duyên Philippines Jay Tariela trong thông báo nêu rõ hai tàu của phía Philippines bị phía Trung Quốc phun vòi rồng làm hưng hại là tàu tuần duyên BRP Bagacay và tàu kiểm ngư BRP Bangka phát ngôn nhân Jay Tariela cho biết khi hai tàu của Philippines đang làm nhiệm vụ hợp pháp tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough, bốn tàu hải cảnh cùng sáu tàu dân quân biển của trung quốc tiến hành ngăn chặn và phun vòi rồng vào hai tàu của Philippines trước tiên tàu BRP Banca bị phun vòi rồng và tiếp đến là BRP Bagakay Tuần duyên Philippines công bố một video clip cho thấy tàu BRP Bagakay bị hai tàu hải cảnh trung quốc 3105 và 5503 phun vòi rồng mạnh. Truyền thông Philippines còn cho biết tàu hải cảnh 3305 va chạm tàu BRP Banca. Đây là vụ phun vòi rồng và va chạm mới nhất giữa phía tàu Trung Quốc và tàu Philippines tại khu vực gần bãi cạn Scarborough. Phát ngôn nhân hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ thì cho rằng hai tàu tuần duyên của Philippines phớt lờ cảnh báo từ phía Trung Quốc xâm phạm vùng biển cận bãi Hoàng Nham tức bãi Scarborough của Trung Quốc. Hãng Hibicus Oil and Gas Ltd, gọi tắt là HML, vừa phát hiện được dầu tại giếng tại khu vực ngoài khơi Việt Nam và Malaysia. Đây là nơi mà hai phía có hợp đồng chia sẻ sản phẩm MP3 CAAPSC. Hai tạp chí chuyên về dầu khí Oil and Gas Journal và World Oil vào ngày 29 tháng 4 loan tin. Cụ thể, những mẫu khoan thăm dò thu thập được cho thấy những đặc tính của một trữ lượng tốt Diễn dầu này được cho biết là phát hiện đáng kể thứ hai trong vòng 12 tháng, tiếp theo phát hiện vào năm ngoái. Theo tính toán hoạt động sản xuất đầu tiên từ diễn này sẽ được bắt đầu vào tháng 5 tới đây. HML cũng có kế hoạch tiếp tục thăm dò những lô gần kề trong vòng thời gian 3 năm tới. Tập đoàn Boviet Fuller, công ty Trung Quốc có trụ sở tại Việt Nam, sẽ đầu tư 249 triệu đô la xây dựng nhà máy tắm pin năng lượng mặt trời và mô đun tại bang North Carolina, Hoa Kỳ mạng báo Mercom chuyên về năng lượng sạch vào ngày 30 tháng 4 loan tin như vừa nêu. Theo kế hoạch, công suất cao nhất hàng năm của phức hợp thuộc hai giai đoạn sẽ đạt 2 GW tấm pin năng lượng mặt trời và 2 GW pin quang điện hóa. Bovis Solar được thành lập vào năm 2013 tại Việt Nam. Đây là một chi nhánh 100% vốn của tập đoàn Trung Quốc Boway Alloy. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam một tháng đạt 4.960.000 đồng tương đương sấp xỉ 200 đô la theo khảo sát năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố Con số này tăng hơn 6,2% so với năm 2022 Tuy nhiên, mức tranh lệch giàu nghèo, thành thị và nông thôn là khá lớn Theo khảo sát, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị nông thôn, 6 vùng địa lý tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương thu nhập bình quân đầu người một tháng trong năm 2023 ở khu vực thành thị là 6 triệu 260 000 đồng, cao gấp 1,5 lần. Khu vực nông thôn là 4 triệu 170 000 đồng. Khu vực Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người tháng cao nhất, 6 triệu 520 000 đồng. Vùng có thu nhập bình quân một người một tháng thấp nhất là Trung Du và miền núi phía Bắc, 3 triệu 440 000 đồng tỉnh có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất là Bình Dương với 8 triệu 290.000 đồng tiếp theo là Hà Nội với 6 triệu 860.000 đồng Đồng Nai 6 triệu 570.000 đồng thành phố Hồ Chí Minh 6 triệu 510.000 đồng nhóm hộ có thu nhập cao nhất chiếm 20% dân số có thu nhập cao có thu nhập bình quân một người một tháng là 10 triệu 890.000 đồng cao gấp 7,5 lần so với nhóm hộ thấp nhất với thu nhập đạt 1 triệu 450.000 đồng một người một tháng. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.